30% tại Trung Quốc sau khi Mỹ ban hành lệnh cấm. Lệnh cấm của Mỹ vô hiệu ở Trung Quốc. Theo báo cáo từ Sohu, doanh số bán hàng trong mảng di động của Huawei đã tăng 130% tại thị trường Trung Quốc chỉ trong 3 ngày từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5. Không chỉ vậy, lượng người dùng yêu thích các sản phẩm của Huawei trên trang Timor cũng tăng đáng kể từ sau lệnh cấm vận từ Mỹ và vừa đạt kỷ lục với hơn 10 triệu lượt khách tới mua hàng huawei thậm chí đã làm hẳn một poster tri ân để cảm ơn người ủng hộ trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng trên thực tế đây là một động thái dễ hiểu khi trung quốc vốn là một thị trường khép kín với các dịch vụ tự cung tự cấp do đó ảnh hưởng từ lệnh cấm vận của mỹ lên thị trường tỷ dân là hoàn toàn không đáng kể có cứu vãn được tình hình dấu tăng trưởng chóng mặt ở thị trường quốc nội song điều này là không đủ để huawei quên đi muôn vàn khó khăn phía trước trong tuần vừa qua Huawei liên tiếp đón nhận tin xấu kể từ khi chính quyền ông Donald Trump ký sắc lệnh đưa công ty vào danh sách đen. Từ các ông lớn tại Mỹ như Google, Microsoft, Qualcomm cho tới các công ty nhỏ nhưng quan trọng vì nằm trong chuỗi cung ứng như ARM, Toshiba, các hiệp hội thẻ SD, Wii, fi đã đồng loạt nghỉ chơi với Huawei, khiến ban lãnh đạo công ty dường như không thể kịp ứng phó. Các nhà phân tích từ Forbon Research và Strategy Analytics tin rằng Huawei bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, với doanh số bán smartphone giảm tới 25% trong năm 2019, và không loại trừ khả năng bị biến mất khỏi thị trường quốc tế do không thể đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đây được xem là hệ quả tất yếu bởi ngoài Trung Quốc, thì mọi khu vực trên thế giới đều đã quá quen thuộc với các ứng dụng của Google như YouTube, Gmail, Chrome, nếu chúng không xuất hiện trên điện thoại của Huawei. Thì việc bị người tiêu dùng tẩy chay là điều không thể tránh khỏi. Lệnh cấm ngay lập tức có tác động tới thị trường toàn cầu, khi điện thoại Huawei rớt giá liên tục vì tương lai bị đặt dấu hỏi, một số nhà mạng thậm chí ngừng chiến dịch ra mắt sản phẩm của Huawei, ngừng nhận đơn đặt hàng, khiến cả người bán và người mua đều lo lắng. Dưới góc nhìn của các những người yêu thích công nghệ, việc Huawei gặp khó khăn khiến họ chẳng vui vẻ gì, trong bối cảnh những cực phẩm công nghệ trong từ 1, 2 năm trở lại đây như ống kính 3 camera, camera siêu zoom, chụp đêm cảm biến dưới màn hình, đều có sự góp mặt của Huawei. Nói cách khác, chính Huawei là nhà sản xuất đã giúp nâng tầm công nghệ trên smartphone và tạo ra sự cạnh tranh lớn trên thị trường di động, mà chính người tiêu dùng là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Nguyễn Nguyễn